Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em phân biệt vô lăng M-Sport và vô lăng M. Rất nhiều anh em đang nhầm lẫn cái khái niệm M-Sport như nào, M như nào, chưa phân biệt được hai loại vô lăng này, thì hôm nay mình sẽ chỉ rõ ra M-Sport thì nó khác như nào, M thì nó khác như nào. Trên tay mình đây là cái vô lăng M-Sport, phiên bản M-Sport. Em quay rộng ra để nhìn tất cả cái vô lăng M-Sport. Vô lăng M-Sport thì được bọc da Lapa, thiết kế về vô lăng M-Sport và vô lăng M3 thì là nó tương đồng nhau về hình dạng, nhưng mà nó khác nhau một chút là cái phần trục này của con vô lăng M-Sport thì nó đặc, và cái phần viền này thì không được khâu chỉ xanh đỏ. Lẫy số thì to hơn, ba xích gãy số trên tay to hơn so với vô lăng thường, và túi khí này không được bọc bằng vật liệu cao cấp là da Lapa mà bọc bằng vật liệu da thường thôi. Khi mà lên vô lăng M-Sport thì có thêm tính năng cruise control, ga tự động và parachip lẩy số tay trên vô lăng đều sử dụng được. Đối với Series 3 thì mình phải đi thêm dây, còn đối với Series 5 thì mình không phải đi thêm dây. Đây là hình ảnh của vô lăng M-Sport. Còn đây là vô lăng M3. M3 thì chất liệu da thì tương tự như là vô lăng M-Sport, nhưng mà phần rãnh ở dưới là được xẻ ở giữa, xẻ rãnh ở giữa, có viền chrome. Và phần chỉ khâu thì được khâu bằng chỉ 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu xanh, tạo cảm giác thể thao hơn. Và trên vô lăng M3 thì M thì sẽ có thêm hai nút M1, M2. Ngoài ra thì trên vô lăng M3 thì còn có tem, ở trên khung thì sẽ có tem M3 ở đây. Nếu như là M5 thì sẽ có tem M5. Đó, thì mình có thể kiểm tra bằng tem ở trên khung của vô lăng, kiểm tra xem vô lăng chính hãng hay không. Hơn nữa là cái túi khí của vô lăng M3 nguyên bản, M5 nguyên bản thì sẽ được sử dụng túi khí khâu da, túi khí bọc da. Đó, chất liệu da hoàn toàn khác với cả xa ra để nhỉ? Anh em nhìn thấy được à? Túi khí của M-Sport và túi khí của M là hoàn toàn khác nhau. Có trường hợp là ví dụ như là túi khí của M nó bị hỏng hoặc bị nổ thì anh em có thể thay bằng túi khí của M-Sport hoàn toàn bình thường. Đây là rắc túi khí. Đây, mình sẽ ảnh nó vào. Đó, đây là M và đây là M-Sport. Đó, ok.